Con này nó như cỗ máy các bác nha, như cỗ máy luôn. Con đằng sau cũng là to rồi nhưng con này nó còn vĩ đại hơn. Đấy. Con này 590W, giá 7 triệu. Mazan 7500 full hộp luôn anh em nhá. Điều khiển chỉnh bát chép to nhỏ cho anh em dùng đã luôn. Con đằng sau là 320W, giá 4 triệu. Con đằng sau đẹp như mới tinh và con đằng trước cũng như vậy. Đây là hàng dùng lướt ở bên Nhật các bác nhá. Mazan nó là âm ly của Mỹ, âm ly của Mỹ các bác ạ, điện 100V. Con đang quay đang chạy đây là 590W, giá 7 triệu, giá tại cửa hàng Minh Audio ở Đông Hà Nội các bác nhá. Anh em muốn sở hữu một con âm ly mới đét luôn. Nó là hàng dùng lướt của bên Nhật luôn, hàng mạng, hàng đấu giá, cửa hàng bên Nhật bán. Con này thì là 4 triệu này, 320W này, đều thuộc cái loại đẹp cứng cựa luôn. Cứng cựa là hàng cũ, hàng mạng, hàng đấu giá anh em nhé, chứ không phải hàng mới tinh, anh em lưu ý điều đó và zin tuyệt đối luôn, chưa mở ốc, chưa mở ốc luôn. Hai con này đều sản xuất năm 2004, âm ly giải mã 7.2, con đấy to như cỗ máy luôn anh em ạ. Con này chiều sâu thì con kia gần gấp đôi chiều sâu rồi ạ. Bề ngang 44 các bác nhá. Điện 100V. Sản xuất năm 2004 này. Đó. Giải mã quang này, đưa vào CD này. Con này chỉ số tụ lọc cao hút chỉ luôn 18.000. Cao lắm đấy anh em nhá. Điện 100V. Xò than to. Nặng. Trịch. Khủng. Đẳng cấp. Nghe vàng, hát karaoke, nghe nhạc đã luôn. Giá tại cửa hàng 7 đồng. Cửa hàng nằm ở khu đô thị Văn Phú, Hà Đông. Kính mời anh em đến chơi, xem hàng.